Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cầu Phù Đổng, cây cầu mà dẫn từ quận Long Biên đi sang bên Bắc Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đó, cây cầu Phù Đổng này là cây cầu rất đẹp đấy nhá. Hôm nay mình đi qua đây, mình sẽ quay lại cây cầu này để cho các bác xem nhá. Các xe đi qua đây là đường cao tốc cho nên là đi rất nhanh. Mình sẽ thong thả mình đi thôi, nên là mình sẽ đi ở cái làn đường ở bên này. Cầu Phù Đổng. Chiều dài khoảng 950 mét. Đấy. Cầu này là bắc qua sông Đuống. Bắc qua sông Đuống này, ở dưới này là chính là con sông Đuống này. Xe cộ chạy ào ào, mình nói chắc là cũng nó tiếng ồn nó hơi lớn, khó nghe. Hướng này đi Bắc Ninh. Ngày trước mình hay đi Bắc Giang là mình cũng đi đường này. Đấy, chỗ này là chân đỉnh cầu rồi đây. Chân đỉnh của cầu Phù Đổng rồi đấy. Tuyến này thì các xe Bắc Ninh, Bắc Giang chạy là chủ yếu. Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đấy. Nhìn phía đằng trước này, đường rất đẹp nhá. Cầu Phù Đổng này, cái đường dẫn của nó là bắt đầu từ quốc lộ số 5. Đấy, đi một đoạn thì là sẽ lên được cầu Phù Đổng. Và đây là hướng đến Bắc Ninh. Đấy, đường rất là đẹp. Ở giữa người ta làm hẳn một cái giải phân cách cỏ. Ngày xưa thì thấy người ta trồng cái cây như kiểu cây trúc đào ấy, bây giờ không thấy. Lý do trồng các cái cây ở giữa là để cho các cái xe đi hai chiều ngược nhau này nó không bị chói mắt. Bây giờ không có cây như này đi này là sẽ dễ bị chói mắt này, tài xế dễ bị chói mắt bởi vì đèn pha của các cái xe đi ngược chiều nhau rọi vào. Không hiểu sao là người ta lại loại bỏ cái hàng cây ở giữa này đi.
Đấy. Đi ở ở đây đường này đi đi thì cũng rất là thoáng. Nếu mà đi với cái tốc độ cho phép ở cái đường này thì ngồi lên xe ô tô chỉ một loáng là tới thành phố Bắc Giang, đi rất nhanh. Cầu Phú Đồng này có một phần chạy qua huyện Gia Lâm. Đây là đền thờ Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương này, thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ở nằm ở phía bên tay phải chúng ta. Chắc là cây cầu này cũng được lấy tên theo cái địa danh này luôn. Đấy, đi thẳng thì là Bắc Ninh, rẽ phải là đền Phù Đổng. Đây là chiều ngược lại của cây cầu Phù Đổng. Đấy, mình đi chiều này thì là đi từ từ Gia Lâm, Phù Đổng Gia Lâm để về Long Biên. Xe Thanh Hóa chạy nhanh gớm nhỉ. Không hiểu sao là tuyến đường này có xe Thanh Hóa chạy. Chuẩn bị lên cầu Phù Đổng rồi. À, đi đường đi cái đường này, đi đường 1B này là đi được Lạng Sơn đấy đúng không? Đợt trước đi Lạng Sơn là đi đường này. Chiều dài 946 m.
Đấy, chỗ này là hết cái cây cầu Phù Đổng rồi. Như vậy là đã giới thiệu được cho quý vị và các bạn cây cầu Phù Đổng. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh Minh Hải TV bằng cách nhấn nút like, share video cho mọi người xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video clip mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.